Hello, xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách tắm thuốc tím cho cá koi cả nhà nhé. Thì tắm thuốc tím cho cá koi thì giúp cho cá thứ nhất là phòng bệnh, thứ hai là chữa bệnh. Thì có hai cái cách như vậy. Thì sử dụng thuốc tím định kỳ trong hồ thì giúp cho khử được vi khuẩn này, diệt tảo này, và giúp cá nó luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Thế thì chúng ta cùng tìm hiểu đầu tiên là thuốc tím nó là gì đã. Thế thì thuốc tím thì là chất oxy hóa mạnh được sử dụng trong nhiều lĩnh vực để sát khuẩn. Nó là cái tiền chất tạo lên ma túy nên là chúng được kiểm tra, rà soát rất là kỹ. Nên nhiều năm qua thì thuốc tím được phổ biến trong lĩnh vực cá cảnh là cái chất oxy hóa mạnh thì chúng đốt cháy các hóa học, các chất hữu cơ, vi khuẩn có hại này, nấm này, ký sinh này, kể cả mô mang và nhớt của cá. Vì thế thì khi mà anh chị dùng cần sử dụng đúng cách để lợi nhiều hơn là hại anh chị nhé. Ngày xưa thì thuốc tím thì khi mà chưa có cái cách sử dụng chuẩn ấy, thì anh chị em rất là sợ khi dùng thuốc tím. Nhưng sau này khi mà biết cách dùng rồi thì thuốc tím nó là một trong những cái rất là dễ dùng và rất là phổ biến để anh chị sử dụng. Thì khi thuốc tím hoạt tính là trong khi chứa oxy hóa và tan vào nước có màu tím hồng. Một khi thuốc tím nó mất hoạt tính, đã oxy hóa các chất hữu cơ rồi ấy, thì màu của nó sẽ chuyển sang màu vàng hoặc là màu nâu vàng, và sự đổi màu này thì rất là có ích trong cái việc biểu thị cái ứng dụng hóa chất và cho chúng ta biết là luôn là lúc này không nên sử dụng với những cái bể, với những hồ cá cảnh, cũng như là phần lớn các hóa chất khác, thuốc tím có hại đối với thực vật và động vật không có xương sống. Đó, thì đó là cái khái niệm mà người ta nói. Thế thì tại sao mà phải tắm thuốc tím cho cá koi? Thì rất nhiều các bệnh ở cá koi nó bắt nguồn do bị nhiễm trùng ở bên ngoài ấy. Nếu không sự chữa trị cũng như là kịp thời thì sự lây lan phát triển của các bệnh này nó sẽ dẫn đến hiện tượng cá nó chết. Ứng dụng thuốc tím đúng liều, đúng cách thì có thể là xử lý được rất hiệu quả các bệnh truyền nhiễm do ký sinh này, vi trùng và nấm gây ra ấy. Trước khi để chúng gây lên những cái bệnh truyền nhiễm bên trong ấy, từ bên ngoài nó ăn vào bên trong ấy, thì dùng thuốc tím rất là hiệu quả, nó xử lý ngay được, không dẫn đến cho cá nó nặng. Nhờ vậy là không cần phải sử dụng các thuốc kháng sinh khác. Thế thì anh chị nuôi cá lúc này sẽ tiết kiệm được những cái chi phí và ít phải dùng thuốc kháng sinh đắt tiền. Và điều này thì những cái vi trùng còn tồn tại trong hồ cũng như trên cá nó cũng ít hơn, nó giảm đi và nó bị diệt đi bởi thuốc tím. Một cái lợi lớn nữa của thuốc tím là thời gian chữa bệnh nó ngắn hơn rất nhiều so với lại các thuốc kháng sinh anh chị ạ. Thì đó là cái khái niệm về thuốc tím cũng như là lợi ích của thuốc tím. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn cái việc là vậy thì dùng thuốc tím tắm cá và dùng thuốc tím phòng bệnh và chữa bệnh nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng thuốc tím tắm cá khi mới mua về, hoặc là khi cá có hiện tượng cạ mình. Chỉ có một em thôi, trong hồ có một em thôi mà bị bệnh hoặc cạ mình mà chưa lây lan cho đàn, thì chúng ta có thể sử dụng thuốc tím để tắm cá. Thế thì cái liều lượng chủ yếu của thuốc tím là tầm khoảng độ từ 3 cho đến 4 gram cho 1 mét khối. Nhưng mà anh chị cứ nhìn cái ảnh vừa rồi ấy, mà Long mới đăng ấy, thì anh chị có thể là pha thuốc tím vào cái chậu, cho nước vào chậu và cho thuốc tím, thì các anh chị hòa tan nó ra. Đến khi nào tay các anh chị để xuống dưới đáy mà các anh chị không nhìn thấy nữa, đó, thì lúc đó là ok để chúng ta tắm cho cá. Và lúc này khi ta trước khi tắm cho cá thì chúng ta phải cho cái sục oxy thật mạnh vào trong cái chậu đấy, và lúc này chúng ta bắt cá ra để chúng ta tắm trong vòng nhanh thôi, từ 1 đến 2 phút để chúng ta khử khuẩn. Cái này thì áp dụng cho cái việc là khi chúng ta mua cá về, anh chị đã ngâm bọc cá vào trong hồ để cân bằng nhiệt độ và sau đó chuẩn bị thả vào trong hồ dưỡng, thì anh chị có thể tắm tím qua cho cá 1 đến 2 phút. Hoặc là khi mà cá bị bệnh, có một em bị bệnh thôi, các anh chị muốn tắm tím phòng bệnh riêng thì các anh chị có thể bắt riêng ra tắm tím tầm khoảng độ từ 2 cho đến 3 phút, và nhớ là sục oxy thật mạnh, vì về căn bản thuốc tím thì nó là khử cái oxy trong nước, thế nên là cần phải có cái sục khí oxy, và chúng ta cũng không nên tắm quá lâu, từ 1 cho đến 3 phút là tối đa, để tránh trường hợp là mang của cá nó bị tổn thương do nó không hô hấp được anh chị nhé. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta đánh thuốc tím để tắm cá. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đánh thuốc tím cho hồ cá của mình. Thì đánh cho hồ cá thì có hai cách, một là đánh phòng bệnh, hai là đánh định kỳ. Thì lúc này thì chúng ta sẽ đánh phòng bệnh định kỳ. Thường thì
tầm khoảng độ 3 tháng một lần chúng ta có thể đánh thuốc tím định kỳ cho hồ để phòng bệnh, hoặc là khi mà thay đổi thời tiết, khi chuyển mùa thì các anh chị cũng đánh thuốc tím phòng bệnh cũng được. Thì cái cách đánh phòng bệnh này cũng rất là đơn giản thôi. Thì các anh chị có thể sử dụng từ 3 cho đến 4 gam thuốc tím cho 1 mét khối nước, một khối nước đó. Thì các anh chị lấy cái xô, các anh chị xúc hoặc là cái chậu, các anh chị lấy nước ở trong hồ và các anh chị cho thuốc tím vô, còn sau đó là các anh chị hòa nó thật tan đi, rồi các anh chị ăn tạt vào, tránh trường hợp các anh chị cứ lấy thuốc tím các anh chị vẩy luôn vào hồ nha. Lúc đó thì nếu mà những cái thuốc tím nó không tan hết mà nó vướng vào cá thì nó sẽ bị cháy rào, cháy mang anh chị nhá. Đó, mình sẽ hòa tan hết ra, sau đó là mình sẽ tạt vào trong hồ, và hồ thì các anh chị phải sục oxy thật mạnh nhá. Đó, thì sau đó các anh chị tạt vô và các anh chị sẽ đợi tầm khoảng độ từ 3 cho đến 4 tiếng. Đó. Cái này thì tùy trường hợp hồ thôi, ví dụ như có những cái hồ cá yếu thì các anh chị phải theo dõi tầm khoảng độ 30 phút cho đến 1 tiếng xem cá nó có chịu được không, nó có bị hiện tượng nhảy ra khỏi hồ không. Nếu nó có hiện tượng nhảy ra khỏi hồ thì sau 1 tiếng chúng ta sẽ cắt giải tím. Còn nếu mà nó ok chịu được thì sau tầm khoảng độ 3 đến 4 tiếng là hợp lý nhất để đánh phòng bệnh. Thì sau đó chúng ta sẽ dùng cái loại oxy già để chúng ta giải tím. Với oxy già thì các anh chị có thể dùng là 10 ml cho đến 60 ml oxy già cho một khối nước để chúng ta giải tím. Thì các anh chị cũng làm tương tự, múc nước trong hồ, sau đó các anh chị đổ oxy già vào, hòa tan ra và cho anh chị tạt vào trong hồ để các anh chị giải tím. Lúc này nước trong hồ thì sau 4 tiếng thì nó sẽ là màu hơi nâu nâu một chút, nó không còn tím đậm nữa mà nó màu hơi nâu nâu một chút. Thì lúc này chúng ta tạt oxy già vào thì nước nó sẽ bắt đầu trong trở lại, nhưng nó vẫn chưa trong vắt đâu, nó vẫn hơi đục đục một tí. Thì oxy già các anh chị có thể mua ở các cửa hiệu thuốc Tây, họ đều có lọ nhỏ, lọ to là nhớ là tầm 10-20 ml gì đấy, nó tầm khoảng độ 10.000 đến 15.000 thì phải, và lọ nhỏ thì tầm 5-7.000. Thì chúng ta cứ tính thôi, bé nhất là 10 ml cho một khối thì các anh chị có thể hòa ra, các anh chị tạt vô. Sau khi hòa ra tạt vô tầm khoảng độ 5 đến 10 phút sau thì các anh chị có thể dùng cái loại thứ hai để làm trong nước cũng như là tăng sức đề kháng cho cá để cá nó khỏe trở lại sau khi đánh tím. Đó là các anh chị có thể dùng cái combo là vitamin C cộng và Prozac khoáng để các anh chị tạt. Liều lượng thì người ta ghi trên hộp rồi và chúng ta lại hòa tan với nước tạt vào. Thì lúc này thì hồ nó sẽ trong vắt trở lại và lúc này thì chúng ta có thể châm lại vi sinh được rồi để cho hồ nó tái tạo, khởi tạo lại vi sinh. Vì trong cái quá trình đánh thuốc tím thì vi sinh nó sẽ bị chết và tất cả các loại vi khuẩn nó cũng bị chết, và lúc đó chúng ta phải khởi tạo lại vi sinh trong hồ anh chị nhé. Đấy là đầu tiên. Cái thứ hai là cái liều khử trùng cho hồ lọc. Tại sao lại là liều khử trùng cho hồ lọc? Lúc này là cái hồ của mình cá nó đã bị nhiễm bệnh khá nặng rồi, và lúc đó chúng ta bắt cá riêng ra một cái hồ để chúng ta cấp cứu, để chúng ta dưỡng lại cá, trị bệnh cho cá, thì bắt buộc cái hồ chính của chúng ta thì chúng ta phải làm sạch cho nó. Thì ở đây có hai cách để các anh chị có thể làm sạch. Một là các anh chị dùng thuốc tím, hai là các anh chị dùng chloramin T. Thì chloramin T thì mùi nó khó chịu hơn và cách xử lý nó khó hơn. Thì Long ưu tiên là dùng thuốc tím và sử dụng thuốc tím tinh khiết. Thuốc tím có hai loại, nhưng một loại không tinh khiết, hai loại tinh khiết, các anh chị có thể chọn cái loại tinh khiết đấy. Thì chúng ta dùng liều từ 10 đến 20 gram cho một khối nước và chúng ta cho chạy bơm, chạy máy sục liên tục trong từ 24 đến 48 giờ. Và chúng ta để cho nó khử hết vi khuẩn trong hồ, trong ngăn lọc, trong những cái vật liệu lọc của anh chị đi. Và sau đó thì chúng ta dùng oxy già để chúng ta khử cái thuốc tím đó. Hoặc là các anh chị có thể dùng vitamin C cũng được. Vitamin C dạng bột để các anh chị khử thuốc tím để làm trong lại nước. Và sau khi đợi trong lại nước thì chúng ta sẽ xả toàn bộ cái nước trong hồ đấy ra ngoài và chúng ta rửa lại hồ cho nó sạch sẽ. Và chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ vật liệu lọc trong hồ ra để chúng ta xịt rửa lại cho nó sạch sẽ. Thì chúng ta có thể là sau đó sắp xếp lại vật liệu lọc vào trong hồ, rồi đặt các dàn ba ki vân vân, các anh chị đặt vào và các anh chị bắt đầu làm nước lại từ đầu để chuẩn bị đón cái cá trị bệnh khỏe xong các anh chị cho vào hồ. Ok, đấy là cái phần đầu tiên, đó là cái phần mà phòng phòng bệnh và tắm tím cho cá, còn trị bệnh thì như thế nào. Ok, thế thì đánh tím để trị bệnh thì thường là với những cái bệnh như là nhiễm khuẩn hay là những cái bệnh ngoài da thông thường,
hay là tới những cái bệnh như là sán da, sán mang trên cá koi ấy, thì như đã nói ở trên quy trình đánh thuốc, cái tím nó phải được theo dõi ấy, rất là chặt, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Có những anh chị tắm tím mà không sục oxy, hay là tắm tím nó quá lâu, nên những cái này thì anh chị cần phải lưu ý. Và cái thứ hai về mặt thời gian, chúng ta đánh tím để trị bệnh nó thường từ 3 cho đến 4 tiếng, nhưng anh chị phải căn đúng giờ, tránh trường hợp là để quá lâu. Đó. Thế thì các bước thực hiện quy trình đánh thuốc tím thì thực hiện nhiều nhất là 3 lần trong vòng 1 tuần thì mới có thể là tận diệt các vi sinh trùng gây hại trong nước. Đấy. Lưu ý là trong chu kỳ đánh thuốc tím tầm 7 ngày tuyệt đối không được cho ăn. Và dưới đây sẽ có 7 ngày để trị bệnh sán da, sán mang. Còn nếu như cái bệnh như là bệnh nhiễm khuẩn bên ngoài đơn giản thì các anh chị có thể sử dụng 3 liều thôi là đã ok rồi. Đấy. Thế thì ở trên đây Long sẽ chia sẻ với các anh chị cái 7 ngày để sán da, sán mang. Còn lại những cái khác thì các anh chị chỉ cần từ 2 cho đến 3 liều thuốc tím là ok. Thế ngày thứ nhất thì các anh chị có thể khóa tất cả hút mặt, hút đáy, tắt hệ thống bơm nước vào trong bể. Liều dùng trị bệnh thông thường là từ 3,5 cho đến 4 gram trên một khối nước. Các anh chị có thể lấy cái xô cho thuốc tím vào rồi cho nước và xô hòa tan đi. Đấy. Và sau đó các anh chị tạt đều khắp hồ. Và lưu ý lúc này các anh chị phải bật oxy mạnh để cung cấp oxy cho cá. Ở trong hồ các anh chị phải có cái đĩa sủi thật to nếu mà hồ to. Chứ mà hồ to các anh chị chỉ cho vài cái cục sủi con mà cho mấy cái hồ cá mà bảy màu hay cá con ấy thì nó không hợp lý. Thì các anh chị phải cho sục. Còn nếu không thì thôi, cuối cùng thì chấp nhận là các anh chị bật hệ thống lọc lên cho thác các anh chị chảy cũng được. Nếu không có thì các anh chị sẽ theo dõi trong vòng từ 3 cho đến 4 tiếng và thấy nước chuyển sang màu nâu thì lúc này các anh chị sẽ tạt oxy già loại 3% liều là 60 ml cho một khối nước. Một cái lọ nó bán ngoài hiệu thuốc đó. Như Long nói ở trên. Sau khi các anh chị giải tím xong oxy già, các anh chị cũng hòa tan ra, sau các anh chị tạt. Sau tầm 3 đến 5 phút đến 10 phút thì các anh chị tạt vitamin C hoặc là vitamin C cộng với lại khoáng, liều là 10 gram cho một khối nước. Đó. Và các anh chị giúp cho cá nó tăng sức đề kháng và nó tỉnh táo lên. Lúc này thì thuốc tím nó đã được khử rồi, nước nó đã trong trở lại rồi. Sau đó các anh chị lọc bình thường. Và mỗi ngày các anh chị thay 20% nước. Ok không ạ? Đó. Thì sau 2 ngày, tức là ngày thứ 3 đấy, thì chúng ta sẽ đánh thuốc tím theo liều lượng như trên, 3 đến 4 gram, sau đó chúng ta giải tím và lại bật lọc thôi, và chúng ta thay 20% nước mỗi ngày. Các anh chị nhớ là mỗi ngày nhé, chứ không phải là cách 2 ngày các anh chị thay đâu nhé. Nước anh chị cần xử lý, đây là liều liều đánh bệnh đấy. Vì sao chúng ta cần phải thay nước, nhiều người hỏi như thế. Tại vì lúc này các anh chị có thể thay nước trong ngăn lắng ấy, để cho nước nó chảy về đấy, vì những con vi khuẩn ấy hoặc là vi sinh nó chết ấy, thì xác của nó sẽ trôi về cái ngăn lắng đó, thì chúng ta tháo lắng ra để cho những cái xác của con vi trùng vi khuẩn đó nó có thể là trôi ra ngoài cống, chứ không phải là đánh thuốc tím xong rồi nó tan biến giống như kiểu trong mấy cái phim chiến tranh như các vì sao mà đánh một phát nó tan biến đâu, hay trưởng võ công đâu, các anh chị nhớ nhá. Đấy, thì nó sẽ trôi vào đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu phải tháo tháo ngăn lắng đi. Đến ngày thứ 5, tức là sau 2 ngày đó, thì chúng ta sẽ lại đánh thuốc tím theo liều lượng như trên. À, giải tím, sau đó lại thay 20% nước. Nếu lúc này cá của anh chị nó ok rồi ấy, nó nhiễm khuẩn thông thường ấy, ok rồi ấy, thì các anh chị không cần phải đánh tiếp nữa. Còn nếu như là nó bị sán da hay sáng mang thì chúng ta tiếp, để tiếp 2 ngày tiếp đến ngày thứ 7. Sau 2 ngày thì chúng ta lại đánh liều tương tự như vậy. Và sau đó chúng ta giải tím là xong, kết thúc cái chu kỳ đánh thuốc. Và sau đó thì các anh chị thay 20% nước, thêm nước mới. Và chúng ta châm thêm men vi sinh, cũng như là châm thêm những cái loại C cũng như là khoáng, và cho cá ăn, bắt đầu được cho cá ăn được rồi. Và cái liều lượng cho ăn thì nó cũng ít hơn bình thường, các anh chị nên cho ăn ít thôi, tập dần cho quen để cá nó hồi lại đã. Đó, thì đấy là cái lưu tâm trong cái kỳ chữa bệnh sán da, sán mang hoặc là những cái nhiễm khuẩn thông thường ngoài da, giống như kiểu là tuột nhớt, rồi đỏ mình, vân vân, các thứ. Đấy. Có một cái trường hợp anh chị lưu ý là sau khi hết liệu trình đánh tím tầm khoảng độ 3 liệu trình 3 ngày đánh tím, tức là đến ngày thứ 5 đấy, 3 liều 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 thứ 3 là ngày thứ 5 đúng không ạ? Mà anh chị phát hiện cá nó bị lở loét, xuất huyết, mòn vây bơi, hoặc là mòn đuôi, đục mắt, thì lúc này là cái trường hợp nó bị bội nhiễm khuẩn, thì lúc này chúng ta sẽ không đánh tím tiếp nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang là điều trị bằng thuốc. Vì lúc này cái bệnh của nó không phải là cái bệnh thông thường nữa mà nó ăn vào trong cơ thể rồi.
lúc này chúng ta phải bắt đầu xử lý bằng thuốc cho những cái trường hợp bệnh này. Đấy. Và lưu ý rằng không sử dụng thuốc tím chung với bất cứ một cái loại hóa chất nào khác và không cho ăn trong thời gian trị bệnh. Có một cái trường hợp như này, có một cái anh bạn lâu lắm rồi, lâu không nhớ, đánh thuốc tím xong thì ông oánh luôn cả chloramin T, rất nguy hiểm, và cá tèo luôn. Đấy, nên các anh chị lưu ý dùng thuốc tím chỉ dùng một mình nó thôi. Ok không ạ? Thì đó là cái liều phòng bệnh các anh chị lưu tâm nha. Trị bệnh các anh chị lưu tâm nha. Và cuối cùng là cái lưu ý mà khi tắm thuốc tím cho cá thì các anh chị cần nhớ là chúng ta sẽ không nên tắm tím trong cái trường hợp nào. Thứ nhất là cá nó bị nhiễm khuẩn và kèm theo cái bệnh lờ đờ, bơi yếu. Đánh tím thì có khả năng gây chết cá rất là cao. Nó yếu thì chúng ta cần phải dưỡng nó trước. Và sau đó là xử lý bằng cái việc là chúng ta nếu mà nó bị lờ đờ, chúng ta chỉ tắm qua thôi, tắm nhạt thôi. Và sau đó chúng ta cho vào để chúng ta dưỡng và chúng ta xem xét bệnh để chúng ta dùng thuốc. Cái thứ hai là cái hồ của anh chị nó bật nhiều chất hữu cơ, tức là cái hệ thống lọc của anh chị nó không đảm bảo được cái việc là xử lý những cái chất thải của cá, và nước nhìn thấy nó bị nhầy và đặc thì lúc này các anh chị phải tiến hành thay nước và sau đó làm nước lại ok, xử lý lại cái hệ thống lọc của mình cho nó ok thì các anh chị với lại sử dụng thuốc tím được, còn nếu không thì đánh tím nó sẽ không hiệu quả. Thứ ba nó là đừng bao giờ chuyển cá đi sang hồ khác sau khi các anh chị đánh tím, mà giống như kiểu là các anh chị mua cá về chuyển hồ xa từ hồ để trại về nhà mình thì các anh chị phải ngâm mọc để chúng ta cân bằng cái nhiệt độ, sau đó chúng ta phải tắm tím tầm cân bằng nhiệt độ 15 đến 20 phút, sau đó tắm tím thì chúng ta phải cho cá vào để dưỡng ok quen nước, chúng ta phải thả vào hồ chính thì lúc đấy cá của anh chị sau này nó sẽ không có một cái tình trạng đó là nằm đáy vân vân nữa. Đó, cá nó sẽ không bị sốc do nó bị vào một cái môi trường mới, pH nó không giống với trại thì nó bị sốc. Rồi, tiếp theo là không đánh tím quá lâu trên 40 phút nếu cá vừa mới được chuyển sang nước mới, tức là cá mới chuyển về chỉ tắm tím 1-2 phút thôi. Đấy, việc đánh tím kéo dài trên 4 giờ với cá mới về nên thực hiện khi mà cá đã quen với nước tầm khoảng độ từ 24 đến 48 tiếng và mà có bệnh thì chúng ta mới đánh tím. Đấy. Tiếp theo là chỉ đánh tím khi hồ có máy sủi oxy mạnh, và không có sủi oxy mạnh tốt nhất đừng đánh tím vì cá yếu rất cần oxy nên phải sủi oxy mạnh để hỗ trợ quá trình hô hấp của cá. Và trong cái quá trình đánh tím ấy, theo dõi sát sao ít nhất trong 1 giờ đầu tiên như Long đã nói trên bước đầu ấy, xem nó có bị nhảy, nó khó chịu, nó không chịu được thuốc tím đánh hay không, thì nếu nó không chịu được thì giải tím ngay. Còn nếu ok, nếu cá bơi mạnh, nhảy, tập trung lại vòi oxy, luồng nước hoặc lặn và bơi dưới đáy sâu, biểu hiện tốt thì ok. Nếu cá lờ đờ, thả trôi và bị sốc quá liều thì các anh chị giải tím thôi. Đó, thì đó là cái lưu tâm. Và cách tắm tím hiệu quả nhất là khi cá đỏ mình này, nhiễm khuẩn này, vảy hơi bị sưng lên hoặc là vây bơi bị nhiễm khuẩn chuyển sang trắng đục hoặc là bị ăn cụt, nhưng cá vẫn sống bơi khỏe, thì sau 24 giờ đánh tím và cho nhịn ăn, cá sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đánh tím 4 tiếng xong và sau giải tím thì sau 24 giờ cá nó đỡ hơn và chúng ta tiến hành xử lý trị bệnh thôi. Và hồ phải sạch các chất hữu cơ, nước trong và không bị nhầy và nhớt. Rất khó đạt được nếu hồ đã vận hành một thời gian mà nó bị như vậy thì rất là khó đánh tím, anh chị lưu tâm nhé. Và cuối cùng là cái dấu hiệu cho thấy tắm tím nó hiệu quả nó kém, hiệu suất kém, và phương pháp trị bệnh này nó thường do ba cái yếu tố như này: chuẩn đoán bệnh nó không đúng và không đầy đủ, tính toán và đong cái lượng thuốc nó sai, và thứ ba là lượng chất hữu cơ quá nhiều trong nước nó được xử lý kém, thế nên là đánh tím nó không hiệu quả. Nên anh chị chú ý là cần phải có cân tiểu ly nha. Thứ hai là làm sạch hồ trước khi chúng ta đánh tím nha. Đấy, nếu chữa không có hiệu quả thì nên nhờ người nào có kinh nghiệm ấy, người ta chẩn đoán bệnh chính xác cho, thì các anh chị có thể là nếu ok thì đánh tím được. Và thể tích nước cũng như là lượng thuốc cần phải tính toán chính xác và cân tiểu ly. Đấy, thì đấy là cái điều mà lưu tâm với anh chị. Vì như đã nói bên trên ấy, lượng chất hữu cơ mà nó quá nhiều ấy, sẽ làm thuốc tím nó mau mất cái hoạt tính của nó. Nó không còn đủ cái dược tính và cái hoạt tính của nó để nó trị bệnh nữa. Vậy cái thời gian điều trị có thể không đủ. Đấy, tức là các anh chị đánh cái thời gian nó không đủ 3 đến 4 tiếng thì nó không hiệu quả. Đó, thì đấy là cái điều mà các anh chị, một số điều các anh chị lưu tâm. Thực ra tắm tím thì nó là một cái kỹ thuật, nó
cần cái sự tập trung và cẩn thận thôi, còn lại nó rất là đơn giản. Đấy. Cho nên là anh chị cũng không cần lo lắng nhiều, các anh chị cần biết vài cái kiến thức là các anh chị có thể đánh tím hiệu quả rồi. Ok, thì trên đây là cách chia sẻ với anh chị hôm nay hơi dài một chút về cái việc đánh tím và điều trị phòng bệnh và chữa bệnh cho cá. Video kết thúc tại đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Các anh chị có thể like, đăng ký kênh và có câu hỏi các anh chị có thể inbox. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video lần sau.